Nhưng mà bây giờ đang có một cái tình cảm làm cho Phương Thanh khởi sắc về cảm xúc và hát rất là tốt cho nên sắp tới đây là người đó cũng đã hỗ trợ cho Phương Thanh hát rất là nhiều bằng những tinh thần yeah, cũng chưa 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 tới đâu nghe cũng chưa tới đâu nhưng mà nếu không có người đó thì Phương Thanh khó có thể quay lại đường hát và có thể sẽ đi đếm, đóng phim luôn cũng có thực sự ra những người ca sĩ mà hát về nhạc thể loại nhạc tình đó nếu không có một tình yêu thật là đúng nghĩa thì đúng, rất khó là khó hát, khó hát. Bởi vì ngày xưa lúc trước em cũng có hát một bài nhạc cho một cuốn sách đó chị, ừ. thì nó là nhạc buồn. Mỗi khi mình hát nhạc buồn á, nó thực sự là mình đã trải qua một cuộc tình nào đó mà nó càng gian dở, thì mình hát, hát chắc chắn là đâu. mình sẽ liên tưởng tới cái chuyện đó. Bữa này. nào mà 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 nghe thông tin người đó có đi với người khác hay là cái gì đó, mặc dù là xưa rồi nó buồn, cho nên cái 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 chất xúc tác lớn nhất để cho một người nghệ sĩ khi hát nhạc tình cảm đó là chuyện tình yêu mà tình yêu đâu phải lúc nào nó cũng được như ý mình có những lúc nó mất luôn rồi cái mình mất luôn cảm xúc thì khỏi hát là chuyện quá bình thường